diễn viên Vân Trang mang thai con thứ tư. Sáng 17 tháng 8, diễn viên Vân Trang hé lộ việc đang mang thai con thứ tư sau thời gian kín tiếng. Nữ diễn viên khoe bụng bầu vượt mặt nhưng nhan sắc vẫn rạng rỡ, hạnh phúc chụp ảnh cùng ba con gái nhỏ. Cô nhận được nhiều lời khen về sắc vóc trong những tháng cuối thai kỳ. Hiện tại, Vân Trang vẫn giấu kín giới tính của con thứ tư. Vân Trang kể, ký ức tuổi lên ba của bé ba và bé tư về mẹ là: mẹ có cái bụng bự giống gấu của Masa, dù mẹ có giải thích bao nhiêu lần về em bé đang nằm trong bụng mẹ giống như bé ba, bé tư từng nằm trong đó thì bé ba vẫn khẳng định bụng mẹ bự là tại ăn nhiều. Gần đây, Vân Trang để lộ nhiều dấu hiệu đang mang thai. Trong chuyến du lịch Đà Lạt cùng gia đình, nữ diễn viên để lộ vòng thai to vượt mặt cùng ngoại hình mũm mĩm hơn trước đây. Thời gian qua, diễn viên cũng ít cập nhật về hình ảnh bản thân với công chúng. Cô gần như vắng mặt trong các sự kiện, hoạt động giải trí. Trong một lần chia sẻ với truyền thông, Vân Trang tiết lộ vợ chồng cô mong có đủ nếp đủ tẻ. Hiện bé Winnie, con gái lớn của Vân Trang, đã bước vào lớp 1, cặp song sinh Quiana, Quinita đã đến tuổi đi nhà trẻ. Theo Vân Trang, việc chăm sóc các con khá vất vả, vì vợ chồng cô đều bận rộn với công việc riêng. Hai vợ chồng phải nhờ bố mẹ hai bên hỗ trợ việc chăm sóc các con, cũng như quán xuyến công việc kinh doanh. Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Vân Trang từng cho biết vợ chồng cô hiếm khi giận nhau, nếu có thì chỉ kéo dài 2 đến 3 ngày và người chủ động làm lành thường là chồng cô so với ngày mới cưới. Vân Trang tự nhận hai vợ chồng hiện hòa hợp, hiểu nhau nhiều hơn. Cô nói, ông xã từng là người nguyên tắc, cứng nhắc nhưng sau nhiều năm ở cạnh nhau, anh đã bay bổng, thoải mái hơn. Vân Trang kết hôn với danh nhân Hữu Quân vào đầu năm 2016 khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tháng 10 năm 2016, Vân Trang sinh con gái đầu lòng là bé Winnie. 5 năm sau, hai vợ chồng tiếp tục chào đón cặp song sinh, đặt tên thân mật là Quiana và Quinita. Bên cạnh tổ ấm hạnh phúc, Vân Trang còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống giàu có, sang trọng. Vợ chồng cô sở hữu căn biệt thự rộng 1.000m² ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, được thiết kế theo không gian mở với nhiều cây xanh. Ngoài nhà cửa, Vân Trang còn sở hữu khu sinh thái tại quê nhà Tiền Giang. Tuy nhiên, cô phủ nhận khi được gọi là đại gia ngầm. Nhớ nhấn chuông đăng ký để xem những tin tức mới nhất nhé.